Xin chào tất cả các bạn. Nhìn thì sẽ thấy thân thiện đồ á, nhưng mà tính tình ở bên trong thì rất là khó chịu. Video ngày hôm nay nhưng mà đây là một cái series khác. Rất là ước ao, rất là thích có một em bé gái. Nhưng quay thì sao, quay thì một đôi cũng được mà. Rất là vô lý, không có ý nghĩa gì hết á, rất là phí phạm. Nói xạo thì cũng được, nói thiệt thì cũng không xong. Nhưng vô thập toàn mọi người. Nói anh. Đừng hỏi mấy câu đó nữa. Ni là kiểu không phải là người thích hoa. Chứ không bao giờ mà nói đẹp quá, vợ đẹp quá. Thì có lại em luôn á. Kiểu như vậy nữa thì đi. Cảm thấy là chắc mình phải suy nghĩ lại.